Trưa nay thì mình ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Mình đi xuất cảnh qua Mỹ định cư với gia đình. Thì khi mà tới qua các cửa khẩu an ninh á, hải quan thì họ bắt mình chờ một lốt và sau đó họ đem mình mời qua một cái chỗ riêng. Họ liên hệ với cấp trên trên chỉ thị và sau đó thì họ bắt là mình phải ký vô một cái biên bản hoặc là biên bản là tạm dừng xuất cảnh và họ tịch thu mất cái hộ chiếu của mình. Họ nói là theo như là yêu cầu bên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, mình liên hệ nó để họ giải quyết để ngăn chặn cái quyền tự do đi lại của mình như vậy. Và họ không có một cái lý do thỏa đáng thích hợp, mình thấy là điều này là không, mình không chấp nhận được. Tức là tôi là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, rồi của mạng lưới blogger Việt Nam, và trước đây thì là trong câu lạc bộ bóng đá Nou Sài Gòn. Thì chúng tôi đã từng là biểu tình chống Trung Quốc, rồi lên tiếng vì môi trường về Formosa xả thải, và có những cái lên tiếng đòi hỏi cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo này kia. Cho nên tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà tôi bị ngăn chặn.